cái loại cua này ở Mỹ nhiều lắm mấy cái ngày lễ rồi mấy cái ngày nghỉ đồ á. ở trong gia đình của em cái đi bắt mấy cái con này về rồi nấu lẩu đồ cả gia đình tụ họp lại ăn cùng với nhau cái loại này thì được phép bắt khi mà nó đủ sai á cho nên con nào con nấy bự 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 không à chứ không được bắt con nhỏ đâu được cái ở Mỹ mà xuyên có thời gian có thể là đi câu cá hoặc là đi bắt cua về ăn miễn phí hết không có tốn tiền gì cả sau khi mà mình đi bắt nó về á thì bắt đầu mình luộc hay là hấp gì đó rồi sau đó mình chặt nó làm tư hay là làm hai xong rồi mình bỏ vô nồi lẩu ăn nó ngọt dữ lắm